Thì trên tay sẵn mình có cái con 8 lút đó, mình nâng cấp lên 16.5.1C này các bạn, sẵn luôn ha. Giờ mình tiến hành mình ra rét thử coi nó ok nha các bạn. Alo, xin chào các bạn. Mình đã có cái con 8 lút nè. Thì cũng có nhiều bạn trên kênh nó hỏi mình là hiện tại thì nó có ra phiên bản 16.5.1 MC á, thì có ra red được chưa. Thì trên tay sẵn mình có cái con 8 lút đó, mình nâng cấp lên 16.5.1 C này các bạn, sẵn luôn ha. Giờ mình tiến hành mình ra red thử coi nó ok nha các bạn. Giờ ghim vô máy tính rồi mình chờ mà nó nhận máy á, kiểm tra driver đầy đủ á, rồi mình mở cái WinRa1n mình ra red thử nha. Này 8 lút nè, 16.5 nhưng mà nó là bản C nha các bạn, bản mới ha, bản thử nghiệm gì đó, mình nâng cấp lên luôn. Rồi giờ để mình mở cái device manager lên, rồi mở cái WinRa1n lên, mình ra red coi thử nó được không nha. Mình cài cái Balenren đó, mình tùy biến những ứng dụng xài sơ sơ nha các bạn. Rồi driver nhận đầy đủ nè, rồi chờ cái WinRa1n nó nhận cái máy, ok ngon lành. Thì tiếp tục mình chọn cái chết ra 0.13 thôi, rồi mình bấm nét, nó đưa về chế độ recovery, rồi mình vô DFU. Cứ vậy mà mình làm thôi các bạn. Cái WinRa1n này chủ yếu là mình cài cái driver chuẩn á là nó chạy ngon nha, còn nếu driver lỗi thì mình gỡ, mình sửa. Rồi driver nhận nè, bấm start đưa về chế độ DFU, rồi cứ nguồn với là volume trừ á, rồi các bạn bấm khi dòng số 3 nó đếm á, từ tầm 9 giây á trở ngược về thì các bạn buông cái nguồn giữ volume trừ là tự động nó vô DFU thôi. Nhưng mà quan trọng mình coi thử nó có ra red được hay không ha. Rồi nó tìm driver này, chờ nó ra red nha các bạn. Theo mình nghĩ là chắc nó ra red được các bạn. Thì 16.5.1 thì cái bản này là bản C á, bản giống như là bảo mật gì mới ra. Thì nhiều bạn hỏi coi thử ra red được không, sẵn cái con máy này có sẵn nè, mình tiến hành mình ra red luôn ha. Rồi vậy là ngon này các bạn, nó báo trigger mà cái máy nó boot lên nè là chắc là ngon lành cành đào rồi. Rồi các bạn đợi xíu nha, rồi khai thác lỗi gì nè, thành công. Rồi đợi nó boot lên mình mở lại cái Bell tool, mình kiểm tra coi thử nó ra red chưa ha. Rồi trước mắt mình coi thử nó có Balenren chưa, rồi chưa có Balenren nè các bạn. Rồi Bell tool đâu, vẫn chưa có nè. Giờ mình rút ra ghim lại nha, rút ra ghim lại coi thử nó có báo là ra red chưa. Rồi ngon lành nè, rồi để ra red, rồi có Balenren luôn các bạn ơi, có Balenren nè. Giờ mình vô cái Balenren thử nha, rồi nó vẫn báo là rút led nè, 16.5.1. cái con này là bản C nha các bạn, bản mới nhất ha, 16.5.1 C nè các bạn thấy không. Thì cũng có nhiều bạn trên kênh hỏi thì sẵn cái con máy này thì mình test luôn. Rồi đợi mình cài Sileo thử được nha. Thì nếu mà các bạn cài Sileo được thì tiếp tục mình cài những cái trick nào mà nó hay thì mình cũng có lên một số video trên kênh đó. Ví dụ như là mình đây nè, mình rút led nè, cài một số trick ứng dụng tùy biến.